Trong cái MTO token ấy, tôi hướng dẫn các bạn ấy, các bạn vào cái link này của tôi nhé, đúng cái link của ông già đầu tư này, ấn vào đây là nó sẽ ra một cái link. Đó, đó. Sau khi ấn vào cái link này, chúng ta chú ý là cái link này ấy là link của tôi. Sau này các bạn có link thì các bạn cũng sẽ có một cái link như này, thì các bạn sẽ có một chút gọi là hoa hồng ở đây. Rồi, sau đó các bạn sa join, đúng không? Và các bạn đăng nhập theo tên email. Đó, tên email. Sau khi các bạn đã tên email rồi thì các bạn có một cái auth, các bạn sẽ cài, đó, cài vào auth vào điện thoại ấy, sau quét nó. Thế sau nó hỏi cái số đấy là bao nhiêu, đúng không? Cài trên điện thoại đấy. Nó có cái mã auth đấy. Đó, và các bạn đọc hết cái chương trình này đi, kịch cực kỳ kinh khủng, và chúng ta kỳ vọng nó con cách của nó KYC policy, tất cả một cái Twitter đấy, chúng ta tìm hiểu hết. Nó có rất nhiều các loại hợp tác nhá, đấy, rất nhiều. Đó, thế sau đó là chúng ta join xong, chúng ta sign in. Tôi đã đăng nhập, in nhớ password nó sẽ ra đây. Hiện tại là tôi sẽ mua rất nhiều MTO đây, 7.900 MTO đúng không ạ, rất nhiều MTO. Hiện tại thì bây giờ nó đã được 85 đến 100 đơn vị rồi, còn 31% nữa chúng ta phải chú ý. Sau khi nó kết thúc ấy, nó sẽ bán thêm, thông thường nó sẽ bán thêm, nó khuyến mại hoặc gì đó. Đó, thì bây giờ giá nó đang là 1.04 rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái, chúng ta deposit, đây là ví deposit đây, chúng ta mua Ether nhé, cái này phải dùng Ether nhé. Mua Ether chuyển vào đây. Đấy là ví Ether của nó. Còn cái ví này địa chỉ của chúng ta là ví Ether lấy ở ví chớt ấy, lấy ở ví chớt, nó là Ether ERC2.0 nhá. Đó, ERC220. Đó. Thế sau đó là nạp vào cái lập tức nó tự động nó quy đổi ra cho chúng ta là cái số y số số MTO nhá. Đó. Thế sau đó các bạn vào cái mục này, nó có rất nhiều đây. Sau đó thông báo cho các bạn. Đó. Chúng ta có link ở affiliate đây, chúng ta sẽ quăng cái link này cho các bạn của chúng ta, chúng ta cũng có thể giới thiệu cho các bạn của chúng ta cũng được. Nếu không là họ sẽ vào đây họ mua trực tiếp, mua trực tiếp thì cái bọn này nó cũng lấy hết tiền. Do vậy là gì ạ? Chúng ta nên có các affiliate của chúng ta. Đấy, đấy là cái. Còn đâu các bạn mà mua trực tiếp từ tôi thì là tôi sẽ được hưởng cái hoa hồng đó. Đấy, cứ thế mà làm.